Metaverse là gì? Điều gì đã khiến ông trùm công nghệ Facebook, Mark Zuckerberg, quyết tâm theo đuổi mạnh mẽ lĩnh vực công nghệ này và đổi tên tập đoàn của mình thành Meta? Tại sao các công ty tập đoàn lớn lại quan tâm nhiều đến như vậy? Thực hư về công nghệ Metaverse này ra sao và liệu người ta có đang tô hồng về lĩnh vực này quá hay không? Tất cả sẽ được hé mở trong video này. Chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ các bạn khám phá. Để bắt đầu tìm hiểu, chúng ta cần biết Metaverse là gì đã. Nếu như trước đây chúng ta chỉ có thể sử dụng Internet qua màn hình 2D thông thường thì giờ đây kỷ nguyên của Metaverse mở ra một không gian 3 chiều sống động, cho phép chúng ta được sống trong một thế giới chân thực hơn bao giờ hết. Đây là một nơi cho phép con người làm việc, gặp gỡ, tương tác trong một vũ trụ 3D kết hợp nhiều không gian ảo khác nhau thông qua thiết bị thực tế ảo như kính VR hay AR. Vậy nguồn gốc của Metaverse đến từ đâu? Tuy nghe có vẻ xa lạ nhưng thực ra nó lại rất quen thuộc. Hậu tố ver, ta đã gặp trong từ Universe, đề cập đến yếu tố mang tính vũ trụ. Metaverse cũng tương tự như vậy. Meta theo nghĩa của Hy Lạp có nghĩa là siêu việt, ver, mang nghĩa là vũ trụ. Vậy Metaverse có thể hiểu nôm na là thế giới vũ trụ kỹ thuật số. Đây là một vũ trụ ảo, nó sống động và gần gũi với con người hơn. Hay chúng ta đã từng xem qua bộ phim kinh điển Avatar về khoa học viễn tưởng. Đây là bộ phim Metaverse khám phá thế giới Pandora bằng cách đặt con người vào một mô phỏng thực tế qua cơ thể và tâm trí của Na'vi, một giống loài ngoài hành tinh trong phim. Ngoài yếu tố về hình ảnh 3D tinh xảo thì điều đáng nói ở đây là nội dung về thế giới ảo đã có thể kết nối được vạn vật. Những ý tưởng hình ảnh về bộ phim này dường như đã dần được hiện thực hóa thông qua công nghệ Metaverse ngày nay. Chúng ta cùng đến với phần tiếp theo về mối quan hệ của Blockchain, NFT và Metaverse. Metaverse có thể được thiết lập trên nhiều nền tảng công nghệ. Tuy nhiên với một nền tảng công nghệ hoạt động một cách sáng tạo và đề cao tính tự do phân quyền như Metaverse thì Blockchain sẽ là một lựa chọn phù hợp nhất. Thực sự Blockchain và cả NFT đều có mối quan hệ chặt chẽ với Metaverse. Chúng ta có thể nhận thấy mối quan hệ rõ nhất giữa Blockchain và Metaverse là đồng tiền kỹ thuật số. Thế giới Metaverse sẽ dựa vào Blockchain và NFT để chúng ta có thể mua bán các vật phẩm, tranh ảnh nghệ thuật NFT hay các bất động sản kỹ thuật số thông qua đồng tiền mã hóa, như đồng Bitcoin chẳng hạn. Hơn thế nữa, nhiều trò chơi Blockchain tồn tại trong Metaverse cũng sử dụng NFT làm phần thưởng. Với sự trợ giúp của Blockchain, việc trao đổi giá trị trong Metaverse và toàn bộ hệ thống thông tin được thực thi một cách minh bạch khi không có sự giám sát của bên thứ ba. Để rõ hơn về khái niệm, tiềm năng phát triển, chúng ta cùng tìm hiểu về các ứng dụng của Metaverse. Metaverse có thể chia làm hai nhóm như sau. Nhóm thứ nhất xoay quanh một thế giới dựa trên Blockchain, dùng NFT và đồng tiền mã hóa để tham gia một trò chơi hay mua đất trên vũ trụ ảo Metaverse. Nhóm thứ hai sử dụng Metaverse để chỉ thế giới ảo một cách tổng quát hơn. Bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá nhóm thứ nhất nhé. Trong nhóm này, Metaverse sẽ được ứng dụng trong các game về NFT. Đặc điểm của những game NFT là nó được xây dựng từ một thế giới ảo dựa trên không gian từ cuộc sống của con người, đồng thời người chơi cũng có thể kiếm được tiền khi chơi game. Không những thế, các tựa game như Decentraland và The Sandbox còn cho phép người dùng mua các lô đất ảo và xây dựng không gian của riêng họ. Blockchain Quốc đã làm một video chi tiết về dự án The Sandbox, bạn có thể click vào link bên dưới phần miêu tả để tìm hiểu rõ hơn nhé. Ngoài ra cũng có một số công ty game đang có định hướng xây dựng trò chơi theo Metaverse. Một số cái tên nổi bật có thể kể đến như Epic Games, nổi tiếng với game Fortnite, hay Mojang Studio, được biết đến với game Minecraft, hay tựa game Việt Nam mang tầm vóc quốc tế được nhiều người biết đến như AC Infinity do Nguyễn Thành Trung của Sky Mavis sáng lập. Chúng ta cùng đến với nhóm thứ hai. Nhóm này miêu tả một thế giới ảo một cách tổng quan và tiềm cận tới giác quan của mỗi người, nơi mà ta có thể gặp gỡ và làm việc trực tiếp với nhau. Ví dụ như chúng ta có thể tham gia một buổi họp trực tiếp nhưng cảm giác như ngoài đời thực, hay bạn cũng có thể tạo ra một buổi concert hòa nhạc và mời bạn bè mình tới. Ta có thể thấy Metaverse với ý nghĩa vượt lên trên vũ trụ hiện tại sẽ thay đổi cách chúng ta tương tác với thế giới, tạo ra một thế giới mới, mang lại nhiều cơ hội cho nhiều người. Điều này được thể hiện cụ thể trong dự án Metaverse của gã khổng lồ công nghệ Mark Zuckerberg khi ông muốn đưa tất cả ứng dụng của mình vào một thế giới ảo và mọi người có thể kết nối với nhau thông qua đó. Facebook cũng đã nhen nhóm về ý tưởng Metaverse khi từng công bố về dự án Horizon World. Horizon World là thế giới ảo nơi người dùng có thể tạo ra bất cứ thứ gì với bạn bè. Tại đây, người dùng có thể tương tác với bạn bè ở bất cứ đâu vào bất kỳ lúc nào. Song song đó, Microsoft cũng đã khẳng định tham vọng về siêu vũ trụ doanh nghiệp hồi tháng 5 năm 2021. Công ty mô tả vũ trụ ảo mà họ hướng đến là một công nghệ cho phép người dùng số hóa các đối tượng hoặc môi trường vật lý. Ví dụ như Dynamic 365 Connected Space sẽ tái hiện lại tất cả không gian ở ngoài đời thật và cho phép ta trải nghiệm trong chính không gian ảo này. Hay ứng dụng Meta Microsoft Teams sẽ biến mọi cuộc họp trở nên thú vị hơn khi giờ đây ta có thể tham gia mà không cần phải ngồi trước ống kính camera và vẫn có thể di chuyển, tương tác trực tiếp với nhau. Nike là thương hiệu tiếp theo tuyên bố về tham vọng trong vũ trụ ảo Metaverse khi hợp tác với nền tảng trò chơi Roblox để cho ra mắt Nike Land.
các tòa nhà, sân vận động bên trong Nike Land được lấy cảm hứng từ trụ sở thực của Nike. Bên cạnh đó, thế giới ảo cũng sở hữu những đấu trường nhỏ để người dùng cạnh tranh trong các trò chơi. Ngoài ra, không thể không nhắc đến phòng trưng bày kỹ thuật số, nơi trình làng những bộ trang phục và giày thể thao mới nhất đến từ thương hiệu Nike. Đây có thể coi là một bước đi thú vị trong tương lai của ông lớn ngành thời trang. Cơ hội phát triển Metaverse tại Việt Nam. Trước sự thành công của AC Infinity, Titan Arena, The Parallel, v.v. đã cho thấy Việt Nam đang đứng trước cơ hội vô cùng lớn trở thành nước mạnh trong lĩnh vực blockchain nói chung và Metaverse nói riêng. Theo nhiều chuyên gia, lĩnh vực để phát triển hệ sinh thái Metaverse tốt nhất tại Việt Nam đó là mạng xã hội và các game phát triển trên hệ thống blockchain. Ông Đinh Viết Hùng, nhà sáng lập cộng đồng đầu tư công nghệ blockchain Radar và Radar Launcher đã dẫn chứng câu chuyện của Metaverse với việc chiếc điện thoại đầu tiên được phát minh cách đây 145 năm. Trước năm 1876, việc một người có thể nghe giọng nói người khác cách hàng trăm, hàng nghìn km chắc là một chuyện vô cùng xa lạ và thậm chí là hoang đường, không có thật. Và hiện nay, việc sống và làm việc thiếu điện thoại lại trở thành một thử thách gay go. Metaverse hiện tại khá giống điện thoại những năm 1900, nhưng ông Hùng tin rằng chỉ khoảng 10 năm nữa, với bất kỳ loại kính mắt hay kính thời trang nào đều sẽ tích hợp VR và tai nghe, chỉ cần bật chế độ Meta lên thì bạn có thể bước vào thế giới Metaverse của riêng mình. Metaverse sẽ là bước ngoặt công nghệ quan trọng tiếp theo của loài người, sau kỷ nguyên Internet. Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu khái quát về khái niệm cũng như những ứng dụng của Metaverse. Tuy vũ trụ ảo còn đang khá mới mẻ với nhiều người và đòi hỏi nhiều sự thay đổi về hành vi người tiêu dùng, nhưng cùng với blockchain, NFT, Metaverse đang mở ra cơ hội phát triển vô hạn, kiến tạo thế giới mới. Nếu các bạn có những câu hỏi cũng như quan tâm những chủ đề nào khác xung quanh công nghệ blockchain thì hãy bình luận bên dưới những ý tưởng của bạn nhé. Hãy tiếp tục theo dõi Blockchain Quốc để luôn nhận được những thông tin bổ ích, tin tức mới nhất, cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong lĩnh vực công nghệ blockchain. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Blockchain Work. Enhance your future.